ca sĩ đang trường thấy mình già không đủ sức với con. Nam ca sĩ ước mình có con sớm hơn và khuyên mọi người ngoài 30 tuổi thì nên sinh con ngay. Đan Trường vừa đăng tải trên trang cá nhân hình ảnh chơi cùng con trai tại Mỹ, trong khi bé Thiên Tư rất tập trung và hào hứng với trò chơi thì anh Bo tỏ ra khá đuối sức. Nam ca sĩ dí dỏm xưng anh em với con trai và chia sẻ: em thì chơi nhiệt tình, còn anh thì buồn ngủ, em ấy chơi cả ngày luôn. Trước khi ngủ hai anh em vẫn chơi. Em đòi chơi lộn mèo, lộn mấy vòng xong tôi chóng mặt quá trời. Anh khuyên mọi người nên có con sớm, đừng mãi lo sự nghiệp rồi có con trẻ như mình. Ai đang 30 ba mấy tuổi thì lo đẻ con liền đi nha. Đừng như tôi, 40 mấy tuổi mới có con, không còn sức mà chơi với con nữa đâu. Dưới phần bình luận của ca sĩ Thanh Thảo đồng cảm, bằng tuổi bố mẹ thì con người ta sắp vào đại học hết rồi. Nhiều bạn bè của nam ca sĩ cũng tiết lộ, cùng cảnh ngộ, họ tiếc nuối vì tuổi trẻ mãi theo đuổi đam mê, thành công mà gác chuyện gia đình, con cái vì một bên. Sau này mới nhận ra con cái hạnh phúc gia đình mới là điều quan trọng nhất trong cuộc sống. Đan Trường kết hôn với doanh nhân Thủy Tiên năm 2013 và lên chức ông bố 41 tuổi, bé Thiên Từ và mẹ sinh sống tại Mỹ, trong khi Đan Trường vẫn bận rộn chạy show cả Việt Nam và Mỹ. Vào những ngày rảnh rỗi, anh tranh thủ về chơi cùng vợ con. Trong một chia sẻ gần đây, giọng ca Mãi Mãi Một Tình Yêu tiết lộ anh và Thủy Tiên bị khắc khẩu không ở gần nhau được. Thậm chí, khi đi diễn, hai vợ chồng vẫn ở khác phòng vì cứ gặp là cãi nhau. Anh thường nhường vợ mỗi khi cả hai xung đột ý kiến. Đan Trường yêu con nhưng lại không có khiếu chơi với em bé. Nếu phải trông con cả ngày, tắm, thay tã cho bé là anh làm không được, phải có người giúp đỡ.